Hello tất cả mọi người, hôm nay là ngày 1 tháng 10 năm 2022. Thì hôm nay là thứ bảy cuối tuần cho nên là gym cũng không có. Cho nên là review cho các anh xem cái lồng chà mào ha. Cái lồng thì phải nói là lồng này là lồng mới. Cái này em đi mua chứ không phải là lồng của ai gửi bán hết. Do là ngày hôm qua em kia thì em có một cái bé chà mào mỏng dọc. Đó thì em treo ở nhà, em dự định em đi mua cái lồng về để nuôi chơi nghe hot, nhưng mà trong cái quá trình mà đi mua lồng thì có anh trai anh tới nhà, có anh thấy hay quá thì anh năn nỉ anh mua rồi, cho nên là chưa kịp thả vô lồng nữa. Lồng này em mới mua chưa thả chim luôn nha mọi người nha. Rồi giới thiệu với tất cả mọi người thì cái lồng này á, cái cửa nè, các cái cửa đều là chạm ha, chạm mà cái này là không biết là chạm gì đó. Nói chung là em thấy nó cũng rẻ rẻ và em thấy nó đẹp thì em mua. Lồng tre đó, các cái góc được làm bằng gỗ gia cố rất là đẹp, rất là cứng ha. Ở lồng mới tinh luôn nha. Thì các cái cây cầu này á, cầu góc nè, cầu ngang nè, đó hai cây cầu góc với cây cầu ngang là được làm bằng gỗ mun ha. Đó, lồng mới tinh luôn nha. Đó. Rồi. Lồng này thì các anh không phải lo, không phải lăn tăn gì hết. Nói chung là chỉ việc bỏ hai cái cống, một cái cống nước, một cái cống cám rồi một cái cây ghim chuối vô thôi là các anh có thể thả chim cho nuôi được rồi. Lồng là lồng mới em chưa sử dụng, em mới mua luôn ha. Đó, áo nè, có áo luôn. Đó, rất là đẹp ha. Rồi đi vô chuyên môn ấy, lộn xin lỗi, đi vô cái vấn đề thì cái lồng này á, em mua giá là 1.050.000 đó. Thì anh em nào mà có nhu cầu thì em sẽ lại bán lại cho anh em, do là chim thì em không có. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là thích thích thì đi mua lồng về nuôi chim, nhưng mà chim thì khách mua rồi cho nên là không có chim, cho nên là thôi bán luôn cái lồng cho anh em nào mà có nhu cầu. Đó, tất cả lồng này là rất đẹp ha, review cho các anh xem ha. Lồng này chưa có quét dầu giết gì hết, lồng phải nói là lồng tre rất là đẹp luôn ha. Đó, tre già đẹp. Đó, cái lồng này thì anh em nào mà có thời gian về quét một cái lớp dầu dầu máy may hoặc là cái baby Johnson đó, cái của em bé đó, là nó lên nước đẹp lắm đó. Rồi anh em đừng có tắt máy nha, em sẽ review cho các anh xem cái lửa bông ha. Rồi, đây là cái lồng mà ngày hôm qua em thả cái bé lửa bông vô. Thì trong cái quá trình em bán chim á, thì thường á, là các anh cũng biết rồi, em bán chim mà em hết chim á, là em sẽ tắt cái máy điện thoại. Cho nên là ngày hôm qua có một cái trường hợp, có nghĩa là cái anh đó anh mua lửa bông, anh chuyển tiền mua cho em. Đó, mà em bán chim thì em hết chim là em tắt máy. Đó, em á, thì tới tối em kiểm tra tài khoản thì thấy có một người đã chuyển tiền vô tiền lửa bông. Em nghĩ là chỉ có người đó mua lửa bông người ta mới chuyển tiền vô cho em là 16 triệu thôi. Đó, chứ còn ngoài ra chẳng có ai mà chuyển cho em 16 triệu hết. Em không biết là ai chuyển tiền hết. Đó, cho nên là các anh nếu như nó ngộ như này nè. Nhiều khi á, em bán chim á, có nhiều anh xin số tài khoản. Đó, em nhắn cho cái số tài khoản mà không chuyển tiền. Còn có nhiều anh á, thì lại không cần xin số tài khoản mà lại đi chuyển tiền vô cho em đó. Thì cái lửa bông ngày hôm qua thì em đã giao cho khách rồi, giao cho khách bên quận 6 rồi đó, cho nên là bây giờ em sẽ đăng cái clip lửa bông này nè. Đó, nếu như anh trai ngày hôm qua có chuyển tiền vô cho em á thì bù thêm cho em một tí xíu nữa, tại vì chim này nó mắc hơn chim ngày hôm qua đó. Cho nên là còn nếu không á thì anh trai nếu mà hay là chị gái gì đó nếu mà có xem cái clip này, vui lòng nhắn tin hoặc là gọi điện thoại cho em, nhắn lại cái số tài khoản cho em để em
Một là em sẽ trả lại, hai nếu như có nhu cầu mua lửa bông tiếp thì chuyển thêm cho em thêm ít nữa nha. Rồi bây giờ em sẽ review cho các anh xem lửa bông nè. Rồi trong cái quá trình mà em bắt ra thì nó bị rớt một cái cọng lông cánh rồi mọi người. Đó, để em để xa xa rồi em quay cái điện thoại xuống dưới đất như thế này nè, review thì nó sẽ rất là rõ ha. Rồi thì ông bà xưa ta hay nói là chơi cảnh là để dưỡng tâm, mà chơi chim là để dưỡng trí. Có nhiều anh á mua chim không được, cái tự nhiên nhắn tin gọi điện thoại hỏi xong đồ nhắn tin là nói này nói nọ rồi chửi sùm là này nọ đó. Cho nên là các anh biết rồi, em á, là em bán chim online thì cứ ai gọi điện thoại trước em sẽ bán trước đó, lúc nào hết chim là em tắt máy. Mấy anh đừng có, chứ giờ em đâu, em bán hàng online em đâu có biết là anh sẽ mua lúc nào và anh sẽ gọi lúc nào mà để em đợi em chờ mấy anh đó. Cho nên là mấy anh thông cảm ha, lúc nào em hết chim là em sẽ tắt máy đó, gọi điện thoại không được là biết em hết chim rồi ha. Rồi bây giờ giới thiệu với tất cả mọi người đây, một cái bé chòe lửa bông, phải nói là bông là rất là nhiều luôn ha. Đây mỏ nè, càm nè, bông nè, chưa hết đâu nha, cái này là mới có chỉ có 30% bông thôi nha, chưa có review kỹ cho mấy anh đâu. Đây em tém nó gọn gò, em tém nó gọn cho em sẽ review cho các anh xem nó bông, nhưng mà nó đó, có nghĩa là nó rất là nhiều ở dưới này nè, nó rất là nhiều, nhiều hơn ngày hôm qua thì dĩ nhiên là cái giá của nó sẽ cao hơn ngày hôm qua ha. Đây nè, bông cánh nè, bông cánh nó nằm ở dưới này bông cánh nè, rồi cánh trắng nè ha, cánh trong này sắp trắng luôn rồi nè. Đây ha, đó rồi cái đó là một bên ha, cái bên này nữa nè, bên này thì bông nhiều lắm luôn bông nè, bông nè, bông nè, đó bông rất là nhiều luôn ha. Đuôi thì bé này đang ra ha, để em coi coi đuôi nó ra được bao nhiêu. Tại bé này thì em thấy nó ngắn ngắn em không có đo mọi người ạ. À, thấy đuôi ngắn ngắn cho nên em không có đo. Đây lông này không biết thay chưa nhưng mà thấy nó ngắn ngắn, theo em nghĩ thì chắc nó chưa thay lông. Đây nè, lông đuôi nó rất là khô ha. Đây nè mọi người, rất là khô nè và nó rất là ngắn. Thì nè, này chắc khoảng chừng 15 hay 16 gì thôi, em đoán nó là như vậy ha. Rồi bây giờ sẽ review cho các anh xem móng nè. Đó hồi nãy là coi cái mặt bên kia rồi, bây giờ coi cái mặt bên này ha. Đó bông phải nói là khá là nhiều luôn ha. Rồi móng đây, móng ok hết ha, bố bám bình thường, nhìn là biết rồi, dân chơi chim thì nói chung là nè, thấy chưa, nhìn vô là thấy. Đây móng nè, bố bám rất ok ha. Rồi đó thì ngày hôm qua anh trai nào hay là một cái người nào đó người ta chuyển cho em 16 triệu á, nếu như ngày hôm nay có xem cái clip này à, có nhu cầu mua bé này em bán rẻ cho 18 triệu thôi ha, thì chuyển cho em thêm. Nếu như ngày hôm qua cái người nào chuyển 16 triệu á thì bữa nay có nhu cầu mua bé này ha, thì chuyển là cho em thêm 2 triệu. Còn nếu như anh em nào mà hoặc là cái anh đó anh không thích mua thì em sẽ trả lại cho anh đó 16 triệu ha. Đó, còn cái bé này á, thì giá là 18 triệu nha mọi người nha. Rồi, em thả nó vô lồng rồi mọi người. Đó, thả vô cái ị lên. Cho nó bay nhảy cái cho mấy anh thấy nè, đó bấu bám rất là bình thường ha, không vấn đề gì hết ha, mắt miết thì cũng đẹp, mặt mày gì cũng đẹp ha. Rồi bye bye và xin chào, hẹn gặp lại tất cả mọi người ở trong cái video tiếp theo vào ngày mai. Ngày mai là em sẽ có than có lửa nhiều lắm đó, cho nên là hôm nay không mua được chim đẹp, ngày mai sẽ có chim đẹp hơn. Cho nên là mấy anh chơi chim đừng có gấp,
cứ bình tĩnh, cứ từ từ ha.